gì hỏi á, A Di Đà Phật, con đi chùa ở Vũng Tàu, con thấy câu Nam Mô A Di Đà Phật, con hỏi thầy ở đó, thầy nói mình niệm A Di Đà Phật có nghĩa là di là mình di Phật nên phải niệm A Di Đà Phật. Con nghe vậy nhưng cũng chưa rõ lắm, mong thầy giải đáp cho con. Nếu mình niệm Quán Thâm Bồ Tát thì mình có đổi thành Quan Thế Âm Bồ Tát hay không? Tức là câu niệm Quán Thế Âm Bồ Tát rồi đổi thành là Quán Thế Âm Bồ Tát, đại loại là đổi cái tên. Ví dụ như quý vị thấy là cái câu niệm Phật là chúng ta niệm tới cái danh hiệu của Đức Phật, chứ không phải là chúng ta cử kỵ. Ví dụ mình nói là chữ A Di Đà, chữ di á là di dời, di chuyển, cho nên mình cử mình niệm qua thành mi, không phải như vậy nha. Hoặc là cái chữ Quan Tham Bồ Tát, cái chữ tát là giống như là mình tát, cho nên mình cử mình niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Cái đó là không có phải, mình nghĩ cái câu chữ đó là không phải nha. Tức là cái danh hiệu của chư Phật, chư Bồ Tát á, thì thường á nó xuất phát cái nguồn gốc từ ở trong kinh điển. Mà kinh điển á thì có hai cái tiếng gốc, đó là tiếng Pali, tức là tiếng Ma Kiệt Đà, sau này cộng với phương ngữ thành ra tiếng Pali. Cái thứ hai nữa, nguồn gốc kinh điển là tiếng Sanskrit, tức là tiếng Phạn. Tức là kinh điển từ Ấn Độ chỉ có hai cái nguồn gốc kinh điển thôi, bằng hai cái thứ tiếng khác nhau. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 273 năm, khi Hoàng đế A Dục đăng cơ lên ngôi đó, thì Hoàng đế đã tài trợ cho kỳ kết tập kinh điển lần thứ ba. Và sau đó cái vị vua này á, vua Asoka, vua A Dục đó, mới thành lập ra 11 cái phái đoàn truyền giáo. Tức là đạo Phật nằm ở miền Trung Ấn, tức là nằm ở miền Trung của Ấn Độ. Bây giờ đạo Phật chia làm hai bên, một bên đó là hướng Nam của miền Trung, một bên là hướng Bắc của miền Trung. Hướng Bắc miền Trung là giáp ranh với ở bên Trung Hoa, còn hướng Nam của miền Trung á là giáp ranh với Sri Lanka. Thì đạo Phật từ cái thời điểm đó đó, tức là sau khi Phật nhập Niết Bàn khoảng 270 mấy năm, thì đạo Phật mới ra khỏi đất nước, lần đầu tiên ra khỏi đất nước, nói là truyền bá. Truyền bá đầu tiên là truyền bá trong nước. Miền Trung có Ấn Độ bắt đầu lấn từ từ rộng ra. Ở miền Trung Ấn Độ thì là truyền bá đủ hướng hết, rộng ra, nhưng mà theo cái lưu vực sông Hằng. Tức là tại vì á cái bờ sông Hằng á, tức là sông Ganga á, là sông Hằng á, hai bên bờ rất là trù phú. Nước ngọt trồng trọt của nền văn minh lúa nước, cho nên dân chúng tập trung hai cái dãy theo cái bờ sông Hằng, trải qua nhiều tỉnh khác nhau, dân chúng tập trung đông đúc và nhiều nước khác nhau. Lúc đó chỉ có 8 nước. Do đó mà Đức Phật ngài đi theo cái lưu vực sông Hằng để ngài truyền đạo trong suốt 45 năm hoặc là 49 năm theo Nam truyền và Bắc truyền. Như vậy thì từ cái miền Trung Ấn Độ đó, vào thời Đức Phật hoặc sau thời Đức Phật, thì đạo Phật cũng lấn ra xung quanh, nhưng mà theo các khu dân cư. Cho đến năm 273 là đời của vua Asoka. Cái vị vua này là rất là tài năng về mặt quân sự, cho nên đó, vị vua này đã là một cái vị vua đầu tiên của đất nước Ấn Độ, mà thống nhất toàn cõi Ấn Độ về chỉ còn có một nước một. Tức là 8 nước ở tại Ấn Độ còn có nước một thống nhất luôn.
à, thành một nước đất Ấn Độ về. Sau này á, Ấn Độ mới phân chia làm hai, là một bên đó là Nepal và một bên đó là Ấn Độ hiện tại bây giờ của mình. Mình thấy đó, giống như á, cái nước Trung Hoa cổ ngày xưa, hồi thời Xuân Thu Chiến Quốc á, cho đến thời của Tần Thủy Hoàng. Lúc đó đất nước Trung Hoa gồm có 6 nước. Thì vua Tần Thủy Hoàng là một cái vị vua mà lần đầu tiên thống nhất nước Trung Hoa cổ. Rồi đối với ở tại Việt Nam của mình, sau thời Đô Hộ, tức là sau cái thời Thục Phán An Dương đó, thì mình gần 1.000 năm Đô Hộ, tức là tới thế kỷ thứ nhất. Do đó mà tới đời của vua Đinh Tiên Hoàng, Đinh Bộ Lĩnh á, ngài dẹp loạn 12 sứ quân ở những nơi khác nhau, và ngài thống nhất toàn cõi nước Việt của mình, và ngài đặt tên quốc hiệu á, là Đại Cồ Việt. Đó là cái một vị mà thống nhất đầu tiên của Việt Nam mình á, là vua nhà Đinh. Ở Trung Hoa á, thì là vua nhà Tần. Ở Ấn Độ á, là hoàng đế Asoka, tức là hoàng đế A Dục. Vậy thấy không? Lịch sử của từng đất nước có những cái vị mà thống nhất, tại vì á, là phân tranh nội chiến. Một cái vị mà thống nhất được nội chiến để gom đất nước về mối. Thì kinh điển của nhà Phật lần đầu tiên đi ra ở nước ngoài bằng ngôn ngữ Pali. Sau đó khoảng chừng mấy trăm năm sau lận mới đi về phương Bắc, là truyền bá về phương Bắc, tức là về cái vùng của Trung Hoa, Mông Cổ, Tây Tạng, Triều Tiên, Hàn Quốc. Lúc đó có nước à. À, bây giờ mới có Triều Tiên, Hàn Quốc, lúc đó có nước thôi. Rồi á, là Nhật Bản, Việt Nam. Đó là đi cái hướng bên phương Bắc. Thì ngôn ngữ có hai cái ngôn ngữ. Ngôn ngữ á, là ngôn ngữ Pali và ngôn ngữ Sanskrit. Ở phương Bắc á, đời của ngài Trần Huyền Trang, hoặc là đời Diêu Tần của ngài Kumala Thập á, hai cái đời của nhà Đường, sau này có đời của nhà Tống, vân vân, những cái đời mà chuyển dương Phật Pháp rất lớn á, thì đa phần ta đi cặp ganh với Ấn Độ, tức là ở phương Bắc á, thì đi về phương Nam. Có nghĩa là từ Trung Hoa là phương Bắc của Ấn Độ. Vậy thì Ấn Độ là phương Nam của Trung Hoa. Nam ngược với Bắc. Vậy thì Trung Hoa là Bắc của Ấn Độ. Vậy ở tại đất nước Trung Hoa nhìn qua Ấn Độ thì Ấn Độ là phương Nam. Đúng không? Cho nên đó là người ta thường đi qua phương Nam để mà người ta thỉnh kinh. Đó. Rồi á, là có người ở Trung Quốc rộng lớn mà giáp ranh nè, người đi về hướng Tây, vân vân, nói chung là cũng qua đất nước của Ấn Độ. Mình lật lên cái bản đồ á, mình nhìn rõ lắm. Thì là phương Bắc truyền qua bên Trung Hoa, thì lại là truyền bằng kinh Sanskrit. Cho nên á, là ngoại ngữ đối với Trung Hoa. Cho nên đất nước Trung Hoa là tiếp nhận bằng chữ Sanskrit, tức là chữ Phạn. Nên dịch từ cái chữ Phạn, cái danh hiệu của Phật. Còn mà cái danh hiệu của Phật A-di-đà thì không thấy cái danh hiệu đó ở trong kinh Pali. Nhưng mà ở trong kinh Sanskrit á, thì có danh hiệu Amita. Amitabuddha, tức là Đức Phật A Di Đà. Khi mà đi qua bên Trung Hoa, ta dịch dịch cái từ ngữ này nè qua thành tiếng Hán cổ, thì cái tiếng Hán cổ đó là không có cái chữ 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 mờ, dịch chữ mờ không có,
Vô Amita, Nam Mô A Mi, chữ Mi không có. Nên á, người ta đổi cái chữ Mi đó thành cái chữ Di, ta mượn cái chữ Di. À, Nam Mô A Di, đáng lẽ là A Mi. Nhưng mà tiếng Trung Hoa là cái chữ M, cái câm, đọc được. Cho nên á, là đọc thành chữ Di. Nên Nam Mô A Di. À, còn cái chữ Nam Mô, chữ M lại là không. Nên chữ Mô thì đâu có dịch thành chữ Mô được. Nên dịch thành Nam Vô. Dịch thành Nam Vô. Cái chữ viết á, là cái chữ Vô. À, chứ không phải là chữ Mô. Tại vì chữ Mi không được thì chữ Mô cũng không được. Nên chữ Mi đọc thành chữ Di. À, còn á, là chữ Giờ phải không? Còn chữ á, Nam Mô thì đọc thành là Nam Vô. À, là chữ Giờ Dê Đê. À, nhưng mà người ta lấy cái chữ cái âm chữ vô á, chữ giờ dê đê với giờ mỗi dịch đó làm ta tính con chữ à. Nhưng mà Việt Nam mình lại phân ra hai chữ. Mà nếu không, ở Trung Hoa tính chữ giờ à, chứ không có cái chữ vờ với chữ giờ. À, tiếng Hoa á không có phát âm theo mình là chữ vờ với chữ giờ. Nhưng người ta tính đó là chữ giờ. Nhưng mà đi qua bên phía Việt Nam á thì cái chữ mô thành chữ vô, chứ không phải là vô mà là chữ vô. Thấy không? Thì cái chữ đó, khi mà cái chữ vô là không đó, thì ở từ Hán cổ đi qua bên Việt Nam thì là cái chữ vô. Cho nên đó, mình viết là chữ vô là chữ không. Nên mượn cái chữ không á là Nam Mô, Nam Vô. À, nên ở Trung Hoa á là Nam Vô. À, Nam Vô A A Di Đà, à, Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là nguyên văn chữ Hán. Cái chữ Phật á, cũng là chữ Hán. Chữ Phật cũng là chữ Hán, chữ nhân đứng. Ừ. Chữ Phật cũng là chữ Hán. Cho nên á, là khi mà dịch cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật á, dịch ra tiếng Hán á, Nam Vô Đà Phật. Nhưng mà đi qua tiếng Việt, tiếng Việt của mình á thì có chữ M. Nhưng mà không hiểu sao đó, khi đi qua tiếng Việt á thì Nam Vô thì tiếng Việt mình đọc theo Nam Mô. Nam Mô là từ chữ nẵng mồ, cái chữ nẵng mồ của trong cái tiếng Phạn đó là chữ nẵng mồ. Nếu mình dịch ra là Nam Mô A Di, đáng lẽ là Nam Mô thì ai A Mi luôn, không sửa chữ ngoài trước thôi, Nam Mô, nhưng mà A Di lấy nguyên gốc từ cái chữ Hán qua, sửa có hai chữ đầu, còn cái chữ sau lấy từ nguyên gốc của bản qua, chứ ở chữ Hán là Nam Vô A Di Đà Phật. Qua tiếng Việt á thì thấy cái chữ vô á, thấy chữ vô á là không, chứ Nam không là không được, nhưng ta lấy là y gốc là Nam Mô. Nhưng mà A Di Đà nghe thuận tai nên ta không có dịch chữ đó nữa, lấy nguyên gốc chữ Hán luôn, A Di Đà. Sau này á, Hòa thượng Chí Tịnh á, ngài nói hai cái ý là từ gốc của chữ Phạn á là nẵng mồ Amita Bú Đà, có nghĩa là Amita thì cái chữ Mi á, Amita mình dịch ra A Mi Đà. À, như vậy thì Hòa thượng Chí Tịnh á, ngài dịch lại thành là A Mi Đà. Và Hòa thượng nói là nếu mà chúng ta niệm cái chữ Mi á, mà niệm nhiều, niệm liên tục á thì nó không bị dấp cái lưỡi. Còn mình niệm chữ Di á, niệm nhiều, niệm liên tục họ nó dấp cái lưỡi tí. À, cho nên á, Hòa thượng nói chữ nào cũng được chân á, nhưng mà cái chữ Mi á thì nó đỡ dấp lưỡi hơn. À, cái quan trọng á là ở trong pháp giới người ta xài tới tâm chứ không phải xài tới chữ. Có nghĩa là ví dụ như ta niệm A Mi Đà thì cái tâm mình cũng nghĩ tới Đức Phật A Di Đà, niệm A Di Đà cũng nghĩ Đức Phật A Di Đà. Hoặc là tiếng Anh, à, tiếng Anh người ta dịch ra một cái chữ khác thì cũng là Đức Phật A Di Đà trong tâm mình á. Nên ở trong cái thế giới người ta liên kết với nhau bằng tâm chứ không phải bằng nhất bằng ngôn ngữ. Cho nên ngôn ngữ là do cái danh chế định và nghĩa chế định của thế gian.
Ví dụ như ở Việt Nam mình á, thì mọi người đều công nhận cái chữ đó, thì chữ đó sẽ được công nhận. Sau này cái chữ đó sẽ làm nên cái từ điển, được ghi vào ở trong từ điển. Nên cái vị Phật tử này nè, đi ở ra ngoài chùa, ngoài Vũng Tàu á, thấy cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật như vậy á, thì hỏi ở đó nói mình niệm A Di á, có nghĩa là Di là mình Di Phật đi á, là dời Phật đi, là không có theo Phật nữa, cho nên niệm thành mi. Là không phải nha, không phải là cái chữ Di là di chuyển, nghĩ vậy là không có đúng, không đúng. Mình phải biết cái gốc. Cho nên á, Hòa Thượng Chí Tịnh ngài nói là cái chữ mi cũng được, chữ Di cũng được. Ngài muốn trả lại đúng với cái chữ mi á, của cái ban đầu á. Tại vì ở tiếng Hán cổ không có cái chữ mi, chữ mờ đó, âm đó âm điếc, âm câm á. Cho nên khi mình đọc ra động được, cho nên ta mượn thành chữ Di. Nên qua tiếng Việt mình á, ngài nói là có chữ mi thì mượn chi nữa, tiếng Hán ta không có, người ta mượn, và tiếng Việt mình có, mượn chi. Cho nên á, ngài trả lại, dịch trả lại theo cái chữ ban đầu. Nhưng mà do dân chúng mình á, niệm Phật nhiều đời nhiều kiếp rồi, lâu rồi, cả ngàn năm rồi, cho nên quen rồi, cho nên ta niệm Di. Không đúng không sai, tại vì dịch từ ngôn ngữ nước ngoài qua một cái ngôn ngữ khác thì ở cộng đồng đó ta công nhận là được hả. Ví dụ như New York dịch thành nữ ước đó, nữ ước là New York. Rồi ở thủ đô của Nga là gì? Moscow hả? Thủ đô Nga Moscow phải không? Dịch ra là gì? Tiếng Việt dịch là Mạc Tư Khoa phải không? Mạc Tư Khoa. Dịch đó có ăn nhầm gì đâu, người ta dịch thôi mà. Vì với New York mà nữ ước, đúng không? Rồi đâu là Iran gì đó, Ba Tư. Mình nói tiếng Việt mình nói dịch thành Ba Tư. Rồi Pháp hình như là Phú Lan Sa gì đó, dịch có nhiều cái từ mà mình cũng không hiểu hết nha. Thầy nghe tức là dịch thành những cái từ á, mà cái nhà ngôn ngữ học á, người ta mới hiểu rành hết về cái cách dịch ra. Do đó thường á là cái tên người không có dịch. Thường á bây giờ á, các nhà dịch thực người ta không dịch tới tên người. Tên người là danh từ riêng. Nhưng mà ngày xưa người ta dịch, nhưng mà thường bây giờ các cái văn bản người ta không dịch. Ví dụ như ông Donald Trump đi ha. Mình dịch ra là ông Donald Trump. Ví dụ vậy là không được, ta Donald Trump là Donald Trump à, không phải dịch. Cái đó là tên riêng. Do đó bây giờ mình đi qua Mỹ nữa, người ta vẫn có tôn trọng cái tên của mình. Mình Nguyễn Văn A thì Mỹ nói là Văn A Nguyên Nguyễn, mà nó không có dấu. Văn A Nguyên gì đó, mình tự bỏ dấu, Mỹ nó không có dấu. Nó lấy tên của mình mà nó không bỏ dấu. Cho nên nếu quý vị khi mà chúng ta niệm Phật á, là mình quan trọng là quan trọng cái tâm của mình á, hướng về Đức Phật. Khi mà mình rã thân này rồi, nói niệm thôi, tâm niệm thôi, chứ cái miệng còn đâu nữa niệm. Rã quẩn hết chân rồi thì sankhara hành quẩn cũng đâu có còn mà nghĩ tưởng nữa. Cho nên mình niệm cái tâm mình hướng về thôi, còn cái tâm hướng về thôi. Giờ đó mình niệm A-di-đà hay là A-mi-đà cũng là tâm hướng về. Hoặc có Nam-mô hay không có Nam-mô thì cũng là tâm hướng về. Cái quan trọng là cái tâm á.
thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn giảng pháp không ngoài cái tâm là chỗ đó. Có nghĩa là cái tâm mình hướng về là đúng. Cho nên khi nhầm khi mình niệm sai, nhưng mà tâm mình hướng về đúng thì cũng đúng. Có một cái vị nọ tu hành cũng rất là cao siêu, đi ngang cái hòn đảo vào ban đêm thì nghe tiếng niệm Phật dơi trong một cái chòi lá, và hào quang á sáng lên, ta tính đâu đèn điện, mà là ở giữa đảo làm gì có đèn điện. Nó sáng lên thì cái gì đó mới ghé vào trong hòn đảo nọ, thì thấy cái bác đó, ông đang ngồi niệm Phật. Cũng định tâm mà tới tỏ hào quang luôn. Thì cái vị tu sĩ này nè mới hỏi bác đó, làm cư sĩ thôi, hỏi là ông niệm sao? Ông là con niệm là Nam Vô A Di Đà Phật. Tại vì ông sẽ coi theo cái chữ Hán á, chữ Hán để là Nam Vô, Nam Vô A Di Đà Phật. Thì ổng niệm theo bằng cái tự đọc Nam Vô A Di Đà Phật, 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 ổng niệm vậy. Thì cái ông thầy, ông sư á, ổng nói ông niệm gì sai rồi, người ta Nam Mô A Di Đà Phật, ông niệm Nam Vô sai rồi, ông sửa lại Nam Mô đi. Cái ổng sợ quá, mà ổng tu ba mấy năm rồi, ổng sửa lại Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì đêm đó nhìn vô cái chòi lá, tức là cái cốc, cái am cốc, người ta không còn thấy cái hào quang nữa. Thì ông sư là thôi chết rồi, ổng không có định được tâm rồi. Tại hào quang đó do tâm định chứ không phải do niệm Phật. Ông niệm Phật tới tâm ma địa, có nghĩa là ông niệm Phật tới định tâm. Thì cái hào quang đó là do ông định được tâm, cho nên hào quang bùng tủa, chứ không phải là do câu niệm Phật lớn mà có hào quang. Cho nên ông sư á, ông mới bữa sau ông mời ông này lại, ông nói là tôi nói chơi ông thôi đó, chứ ông niệm Nam Vô A Di Đà Phật là đúng rồi đó, ông niệm lại Nam Vô đi. Ông nghe vậy ông niệm lại Nam Vô A Di Đà Phật, Nam Vô A Di Đà Phật, hào quang bùng tủa qua lại. Có nghĩa là sao? Khi người ta niệm quen á, ta nhiếp được tâm. Nhưng bây giờ mình đổi một cái, bắt đầu tâm ta bị mông lung rồi, lúc đó tâm ông bị tán loạn. Niệm mấy chục năm rồi, bây giờ niệm lại, do đó tâm ông bị tán loạn. Cho nên mình thấy á, cái tâm mới là quan trọng. Còn tất cả các cái tướng ở bên ngoài đó, nó chỉ là phương tiện. Ví dụ như mình ngồi gõ mõ cốc cũng là phương tiện để định tâm thôi. Ngồi thiền cũng là phương tiện để định tâm thôi. Tụng kinh cũng là phương tiện để định tâm thôi. Ăn chay cũng là phương tiện để định tâm thôi. Tu là gốc là tâm. Nhưng mà có những cái phương tiện nó tốt. Ví dụ như một người sơ cơ á, còn chấp á, thì người ta ăn chay sẽ tốt hơn ăn mặn. Ăn mặn tâm người ta hướng tới thịt cá, người ta hướng tới người ta muốn giết con này giết con nọ. Chứ người ta đâu có ăn mặn mà xả ly như các vị tỳ kheo vào thời Đức Phật, ai cúng gì ăn đó. Nên người ta ăn mặn người ta xả ly. Còn mình ăn mặn mình đâu có xả ly được, ăn mặn mình dính vô, mình khoái ăn thịt, rồi mình đi tiệm này kia giết, trở thành cái tâm ác. Và xét về nhân quả nghiệp báo á, mình thắt thêm quan trái. Cho nên đó quý vị á, là cái người mà sơ cơ, là căn cơ thấp á, thì người ta ăn chay sẽ tốt hơn. Tại ăn chay á, người ta sẽ
giữ được cái tâm thiện lành của mình, tại vì họ sơ cơ. Còn cái người mà tu xả ly á, thì chai mặn gì cũng được, đừng sát sanh thôi à. Cho nên cái các vị đi khất thực á, ai cúng gì ăn đó, trong đó có đồ mặn, ta đâu có nghĩ mặn chay, ta nghĩ đó là vật thực. Còn mà mình á, nghĩ dữ lắm à, ăn này ăn cá nè, ăn này là lương nè, ăn lịch nè, ăn cua nè, hải sản nè, bắt đầu mình nghĩ. Nghĩ tới bắt đầu mình thèm, thèm bắt đầu mình đi tìm, tìm mình gieo nghiệp. Còn người ta đâu có đi lại trước cửa nhà ai cũng đứng lại chút, ai xếp gì xếp. Chứ người ta đâu có lựa nhà giàu, đâu lựa nhà nghèo. Nên vào thời Đức Phật có hai cái vị tỳ kheo đi khất thực. Một vị thì lựa toàn là nhà nghèo khất thực, một vị lựa toàn là nhà giàu khất thực. Cho nên thời gian sau á, hai ông, hai vị cùng ở một chỗ, mà ông á thì lên ký, ông á thì gồm xuống ốm. Thì lúc đó Đức Phật mới hỏi lý do làm sao hai người ở chung một trụ xứ đi khất thực chung. Thì hai vị đó mới kể, vị là lựa toàn nhà giàu khất thực, vị lựa toàn nhà nghèo khất thực. Thì lúc đó Đức Phật mới hỏi tại sao mà lại vừa lựa giàu khất thực, tại sao lựa nghèo khất thực. Cái người bình thường ta tính đâu lựa giàu là khoái ăn ngon à, hoặc là lựa nghèo là thích gì đó vân vân, nhưng mà không phải. Hai vị mới lý giải thế này: cái vị á, lựa toàn là người nghèo khất thực á, thì dựa lựa vị ấy á, nói rằng á, người ta nghèo bởi vì người ta không có phước. Cho nên cái vị đó lợi lựa cái người nghèo để khất thực, để người nghèo tạo phước cho những người nghèo để sau này họ thoát nghèo. Vì lý do đó mà muốn cứu khổ người nghèo, nên cái vị tỳ kheo đó mới lựa toàn là người nghèo khất thực. Cái hỏi tới cái người mà đi khất thực người giàu á, hỏi sao chọn người giàu để khất thực không vậy? Ông nói là tại vì người nghèo người ta không có cơm để ăn nữa, mà xớt cho mình miếng nhà người ta thiếu rồi. Còn người giàu ta dư giả, cho nên mình lại mình khất thực, người ta không ảnh hưởng gì đời sống của người ta hết trơn á. Vị này cũng vì lòng từ bi, là người giàu khất thực, người ta chiên miếng đâu có nhầm gì đời sống của người ta. Nhưng mà người nghèo người ta có chén cơm, mình lại khất thực, người ta cho nửa chén tan, có nửa chén đói người ta, thấy không? Và con cái người ta không đủ ăn, vì lý do ta thương quý thầy, người ta khất thực, người ta xớt bát cho, ta cúng dường cho, thì gia đình ta thiếu thốn. Cho nên ông lựa người giàu khất thực không, ông kia lựa người nghèo khất thực không, hai ông có lý hết phải không? Cho nên từ đó về sau Đức Phật á, ra một cái quy định về khất thực. Không có giàu nghèo gì hết á, trước nhà ai đứng lại đó, trong vòng mấy phút mà không ai cũng đi tiếp, cũng không được nhìn vô nhà người ta nữa. Nhìn ngoài đường tới nhà người ta biết đó là nhà thì dừng lại trước cửa. Trong vòng đôi ba phút có ai xớt á, cúng dường thì đem ra cúng, không cúng đi tiếp. Cũng đừng không nghĩ nhà giàu, nghĩ nhà nghèo, có nhà là dừng lại. Dừng lại không cũng đi tiếp, dừng lại cũng đi tiếp, chừng nào đầy bát. Tức là chừng nào đủ ăn chứ không phải đầy bát. Nhằm khi đầy bát dư sao? Cái sức ăn của mình á, có nhiều người ăn có nửa bát no rồi, có nhiều người ăn 2/3 bát mới no, có nhiều người ăn đầy một bát mới no. Cho nên á, là tùy vào sức ăn của mình mà người ta khất thực đúng cái phần thức ăn đó thôi. Cho nên nó không có phân biệt. Khi mà chúng ta niệm Nam Mô hay là niệm Nam Vô, tâm của mình hướng tới Phật là đúng. Còn bây giờ dầu cho mình niệm Amitabha Buddha đúng với gốc của từ tiếng Phạn luôn á, thì cũng không có đúng khi chúng ta không có tâm hướng về Phật mà chỉ có miệng niệm Phật thôi. Ý có hả thầy? Có người mà niệm Phật mà tâm không có hướng Phật hả? Có. Gặp nhau nè, mô Phật, mô Phật, mô Phật, tâm có hướng Phật đâu. Cái miệng niệm gì thôi chứ tâm có hướng Phật đâu. Có nhiều người chửi lộn kìa. Người này nói cái bà mặt dữ dằn, cái bà kia mô Phật. Chửi lộn cũng mô Phật nữa. Có gì không?
Cho nên là khổ lắm, cái chữ mô Phật ta dùng nhiều cái ngữ cảnh khác nhau lắm. Nhằm khi chào nhau cũng là mô Phật, nhằm khi không hài lòng với nhau cũng mô Phật, là cũng không hài lòng cũng dùng mô Phật luôn. Do đó mà người ta niệm Phật, mô Phật tức là niệm Phật đấy. Mà người ta cũng đâu có hướng tới Phật đâu. Người ta niệm mà người ta đâu có hướng tới Phật. À, cho nên đó, quý vị thấy là niệm Phật, hướng tới Phật. Bây giờ không niệm Phật mà còn hướng tới Phật được không? Không niệm Phật, hướng tới Phật là thực tướng niệm Phật đó. Tâm mình luôn luôn lúc nào cũng có Phật chứ. Là hướng tới Phật là hướng tới cái sự giải thoát giác ngộ, hướng tới tâm từ bi hỷ xả, hướng về cái tâm vô trụ, là hướng với Phật rồi. Không có gì gì cả, không dính mắc cái gì cả, buông xả, xả ly, là tâm hướng về Phật. Câu kế tiếp là: thưa thầy, con đi chùa con hay chụp hình Phật hoặc là cảnh chùa, như vậy có bất kính không thầy? Con thấy nhiều chùa cấm quay phim chụp hình, muốn lên chánh điện phải có giờ quy định, có người dẫn đi, không phải muốn đi đâu thì đi. Thực ra mỗi nơi mỗi kiểu, có những nơi cấm không cho chụp hình, nó có, người ta có bản cấm vì lý do riêng của nơi đó, chứ giáo hội không có văn bản đó, trong kinh Phật cũng không có cái đó. Mà đó tùy vào nơi mà người ta thấy sao nó phù hợp. Có những nơi người ta bảo quản về tượng Phật cổ, người ta cũng không cho chụp ảnh nữa, nhiều lý do. Và có những nơi cũng đâu có người dẫn đi viếng chùa đâu, nhưng mà người ta có quy định từng khu. Khu này là khu thăm viếng, khu này là khu nội viện của quý thầy tu, cho nên nó là không được vào, là dừng bước tại đây, khu vực nội viện, có nghĩa là khu vực để cho quý thầy tu, nên nó dừng bước ở đó là Phật tử không được vào. Dừng bước ở đây, khu nội viện. Do đó cũng đâu có phải có Phật tử dẫn đâu, muốn đi đâu đi, nhưng mà ở trong khu được phép đi. Ví dụ như ngoài, ví dụ như chúng ta lên Trúc Lâm Đà Lạt đi, khu vực nội viện không cho vào, mà nói chung cho vào cũng vào không được, người ta đóng cửa bến chích, dân vào gì để bản cho vui thôi, chứ hàng rào người ta đóng cửa khóa cửa rồi vào cũng đâu được, để bản cho vui thế. Khu vực nội viện của quý thầy là ở bên ngoài không có nhìn vào được, tại vì nhằm khi nhìn vào rồi quý thầy nói chung mất tôn nghiêm ở phía trong người ta sinh hoạt, hoặc là nói chung là một cái nơi cách ly riêng. Có những nơi chùa đó ta không cho chụp hình trong chánh điện, tại biết sao không? Mình hay chụp hình mình cái mình lao nhau chụp hình á, còn có nhiều người thả tim chụp, rồi có nhiều người đưa đầu chụp, có nhiều người làm kiểu ẹo bên chụp đồ tùm lum hết, mà lên trước tượng Phật điện Phật thấy nó không có trang nghiêm tôn nghiêm. Cho nên có một số chùa ở nơi chánh điện ta muốn giữ gìn tôn nghiêm gọi là tuyệt đối, cho nên người ta cấm chụp hình, ta để là nơi tôn nghiêm không được quay phim chụp hình. Ví dụ gì đó, chứ đây không có bản quyền bản gì đây chứ. Nhưng mà có chùa á thì phổ thông popular, cho nên ai muốn chụp thì chụp, nhưng mình làm quá người ta cũng nhắc, làm quá là làm sao. Có nhiều người lại chụp hình Phật Di Lặc á, Bồ Tát Di Lặc, thì ở dưới đó thường ra Bồ Tát Lặc là để thấp lắm, chứ không có để cao. Có nhiều người lại lấy tay hoàng cổ để chụp luôn, rồi thấy trên Facebook. Vậy là không ổn, không có được, Bồ Tát chư Phật.
Chúng ta một là quỳ, hai là đứng cũng phải chắp tay, đứng trang nghiêm. Ví dụ như cái tượng thấp quá thì chúng ta phải quỳ xuống ngang tượng hoặc thấp hơn tượng thì chụp thì thấy nó mới trang nghiêm. Chứ tượng ta để ở dưới thì kiểu này mà mình đứng cao hơn cái tượng biết bao xa thì thấy coi cũng không được. Không có trang nghiêm, không có tôn nghiêm, không có thể hiện sự tôn kính Đức Phật và Bồ Tát. Cho nên ta nhìn vô hình tướng thấy tôn kính là mình quỳ mình chắp tay, hoặc là không quỳ chắp tay cũng ngồi chắp tay. À, hoặc là đứng cũng phải chắp tay. Nếu mình ngồi không được, nó giờ là con đau khớp quá, con không ngồi xuống được, thì mình chắp tay cũng phải cúi cúi xuống chút. Người ta thấy cái thái độ mình, ta biết mình đang tôn kính. Hiểu không? Chứ thái độ á, chụp hình trước Phật mà còn đội nón đồ nọ. Cái nón để bảo vệ da đầu nó khác. Cái nón mình á, đội bình thường là cái nón nó khác. Ví dụ trời lạnh quá, bác buồn ta phải đậu cái nón đó vô, chứ không thôi chịu không có nổi cái đầu người ta, thì cái đó không có sao. Còn ví dụ mình đậu nón lá, đậu nón kết, đậu gì đó che nắng, làm kiểu thì thôi. Chụp hình nơi tượng Phật chúng ta lột nón xuống để thể hiện sự tôn kính. Nên quý vị là thấy á, là đi chùa thích chụp hình, không ai cấm hết, và cũng không có xấu gì ở đây hết trơn á. Chụp hình lưu niệm kỷ niệm thôi, xấu tốt gì ở đây. Cho nên quý vị á, đi chùa thích chụp hình chụp cảnh là chuyện bình thường, không sao cả. Không ai cấm đâu gì cả, luật nhà nước cũng không cấm, mà luật Phật cũng không cấm. Chỉ có ở nơi đó người ta cấm là tùy nơi, người ta cấm có lý do của người ta. Mình đi đến nơi nào mình phải tuân thủ quy định, quy điều luật pháp của nơi đó. Qua Mỹ cái làm tầm bậy phạm luật của Mỹ, nó cũng phạt, cũng bắt mình vậy. Chứ đâu phải người Việt Nam qua Mỹ mà không bị đâu. Đi tới nước đó là phạm luật nước đó, là nước đó xử. Còn nếu có một cái luật ban giao giữa hai nước thì đem về cái nước của mình để xử, thì đó gọi là dẫn độ. Mà cái đó là phải có cái ký kết giữa hai nước với nhau, gọi là ban giao ký kết ngành an ninh đó. Interpol đó. Thì đó là dẫn độ, mà dẫn độ về. Cho nên nếu quý vị là thấy á, là mình đi đến đâu phải tuân thủ nơi đó, đừng có hỏi tại sao. Mình hỏi là tại sao chùa này người ta lớn hơn chùa mình nữa, người ta không cấm. Ví dụ bái đính tầm chút, chùa lớn vậy đó, người ta không cấm. Còn chùa mình có nhỏ xíu mình cấm. Không hỏi tại sao chứ nha. Nơi đó người ta thích cấm vậy đó, là người ta có lý do của người ta. Mình không muốn tới thì thôi, đi chỗ khác. Hiểu không? Thực ra nơi mà tôn nghiêm á, mình có muốn chụp hình á, mình quay lại mình xá, mình xin Phật đó đó. Đó là thể hiện sự tôn kính thôi, chứ đâu phải là Đức Phật như là Ngài còn ở thế gian nghe mình xin. Quý vị hiểu không? Mà đó là thể hiện sự tôn kính mình. Có nhiều người lên trước điện Phật mà thờ rất là trang nghiêm. Thậm chí đi đến cái nơi chùa Đậu đi, ở Hà Tây đi, Hà Nội giờ, có hai vị thiền sư từ Đạo Chân, từ Đạo Tâm á, tức là Vũ Khắc Minh và Ngài Vũ Khắc Trường á, để lại cái thân xá lợi gần 400 năm mà không có tan hoại. Mình tôn kính các ngài. Đi đến đó muốn chụp hình mình quay xá, mình xin rồi mình quay ra mình chụp, mình quỳ, mình chắp tay, mình chụp. Ta nhìn vô thấy sự tôn kính liền. Hoặc là chúng ta đi lên trên núi Ông ở Châu Đốc đi, ở chùa Vạn Linh ở phía sau nhà tổ á, là tượng bằng sáp của Hòa Thượng Trí Tịnh.
giống lắm, giống hình người thật lắm, còn sống động hơn thật đó đấy. Nên có nhiều người người ta chụp hình, đã quỳ xuống ta chụp hình, người ta tôn kính ta chụp hình, mình nhìn là mình biết liền à, ta quỳ xuống ta ngay thẳng à, tôn kính ta chụp. Vì thế không, ta không có cấm, không cấm chụp, nhưng mà mình phải chụp trong tôn nghiêm, phải giữ sự tôn nghiêm tôn kính với những bậc tiền bối, những bậc trưởng thượng, những danh tăng, những bậc kỳ sĩ, những bậc thiền môn thạch trụ, mình khởi lòng tôn kính các ngài. Cái đó là các ngài đi trước. Bây giờ còn đương thời mình gặp các vị hòa thượng, mình muốn xin chụp hình với các ngài, mình phải quỳ trang nghiêm này nọ mình chụp, chứ đâu phải đứng đứng khơi khơi đâu. Quý vị thấy không, trong nhà Phật mình có cái chữ lễ. Lễ làm hành cho nó đúng lễ. Nên quý vị thấy á, nên đó mình nói là nếu chúng ta chụp hình với tượng Phật có bất kính không? Bất kính phải là chụp hình mà là tâm của mình, thái độ mình thôi. Có nhiều người đâu có chụp hình đâu mà cũng bất kính vậy. Cho nên bất kính là ở chỗ tâm, ở chỗ thái độ, ở cử chỉ, cái lời nói, hành động. Chứ không phải là bất kính là ở chỗ chụp hình hay không chụp hình. Người ta chụp hình mà người ta quỳ xuống đâu đó ngay thẳng, ta xin trước đàng hoàng ta chụp có bất kính đâu. Ví dụ như lại mình thấy hình Đức Quang Bồ Tát thì muốn chụp với ngài, mình quay qua hành xá à, xin Đức Bồ Tát cho con chụp tấm hình, con làm kỷ niệm. Ví dụ như đó, rồi mình quay qua mình quỳ à, hoặc đứng, Bồ Tát cao thì mình có thể đứng, hoặc mình quỳ ngay ngắn trang nghiêm tôn kính mình chụp có sao đâu. Chụp chư Phật chư Bồ Tát mà, nên chụp hình phải là bất kính. Bất kính là ở chỗ tâm mình không tôn kính, và hành động thô tháo phía ngoài hoặc lời nói đi sự bất kính. Câu dạ thưa thầy, biểu tượng hoa sen của Phật giáo có từ thời Đức Phật còn tại thế hay là có sau này? Sao phải là hoa sen mà không phải là hoa khác? Ngoài Việt Nam và Trung Hoa, các nước khác có đặt tượng Phật, tượng Bồ Tát trên tòa sen không? Quý vị đi thấy chứ gì đâu. Các nước Bắc truyền hình như là nước nào cũng có tượng Phật ở trên tòa sen. Hoa sen này, quý vị nhớ là Đức Phật khi ngài đắc đạo, ngài nhìn ra ở đầm sen đó, ngài mới thấy sen cao, sen thấp, sen nhú mặt nước. Tuy là ở trong bùn nhưng có những loại sen lên khỏi mặt nước, còn loại sen ở trong lòng nước. Thì căn cơ của chúng sanh cũng vậy. Nếu xét về ở Bắc truyền thì tất cả các tượng Phật, tượng Bồ Tát đều ngự ở trên tòa sen hết. Ở nước Nam truyền thì thầy đi chưa có hết các nước, cho nên mình không biết hết. Nhưng mà các nước ở Á Đông mình thì thấy cũng có ngự trên tòa sen. Các tượng qua Trung Hoa thì cũng thấy có tòa sen. Ấy qua bên Ấn Độ thấy cũng có tòa sen. Hình tượng của Phật á là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn mới phổ biến. Còn mà Đức Phật còn ở tại thế gian cũng có hình tượng của Phật khi kỳ hạ thứ bảy. Đức Phật về thuyết pháp ở cung trời Đao Lợi trong vòng 3 tháng thuyết A Tỳ Đàm thì kinh Địa Tạng á, thì quý thầy ở thế gian á, mới xin Đức Phật
là tạc tượng của Đức Phật để cho hàng đệ tử chiêm ngưỡng, để sách tấn cho hàng đệ tử tu hành. Thì có tượng Phật tạc, nhưng mà nói tạc thôi chứ thầy cũng không có thấy cái tượng đó, nên không có biết có cái tòa sen hay không. Nhưng mà sử liệu có ghi lại về cái nội dung này, nhưng mà không có ghi là tượng Phật có ngồi trên tòa sen hoặc là đứng đi khất thực. Cái tượng như thế nào thì không có diễn tả. Có nội dung đó thôi chứ còn không biết cái tượng không có diễn tả. Còn bây giờ là thế giới phẳng, cho nên là các tượng sau này đa phần là ở tòa sen, ngự trên tòa sen, kể cả các nước Nam truyền. Tại vì hình ảnh của bông sen là hình ảnh nói sự bất ô nhiễm. Sen ở trong bùn mà không nhiễm bùn, giống như chúng ta ở trong đời mà không có mê say đắm chìm ở trong dục lạc của thế gian. Cho nên cái người tu á, họ thiểu dục chi túc, ly dục, yểm ly đoạn dục từ bỏ. Thì dục là nguyên nhân của tất cả các cái đau khổ, nên người tu là người muốn thoát ra khỏi đau khổ, cho nên người đó phải nhắm dục là cái thô thấp nhất để người ta hàng phục. Còn mình sanh ra ở cõi dục, mình có dục, đó không phải là cái tội, mà đó là cái nghiệp. Cái tội khi chúng ta thực hiện hành vi làm đau khổ cho chúng sanh thì cái đó mới là tội. Còn dục là cái nghiệp của người sống trong cõi dục. Sống cõi dục thì tất cả đều ham muốn cái này, ham muốn kia, ham muốn cái nọ. Nhưng tới cái hành vi để thỏa mãn ham muốn có làm khổ cho ai hay không? Nếu có làm khổ hiện tại hay là trong tương lai thì đều đem đến tội. Bản thân của nó không có tội, bản thân cái dục không có tội. Nhưng mà hành vi của dục nó làm cho chúng sanh đau khổ hiện tại và tương lai thì cái hành vi đó nó sẽ tội hay không? Ví dụ như người ta muốn tiền đi, người ta đi ăn cướp, nó thì mình có tiền để thỏa mãn muốn có tiền ăn cướp, làm cho người bị cướp đau khổ rồi đó. Nhằm khi người ta còn giết người, hoặc là người ta còn đánh người, hoặc là người ta sát thương, hoặc là người ta giật của vân vân, làm cho người ta đau khổ. Cho nên đó là thỏa mãn dục tham tiền mà làm cho người ta đau khổ, đó là tội. Nó không còn là lỗi, lỗi là một tội nhỏ. Lỗi thì mình dày đặc, tội thì có ít, có nhiều, có lớn, có nhỏ. Nên quý vị thấy là hoa sen là một biểu tượng của Phật giáo. Và hoa sen cũng là, ở Việt Nam mình cũng lấy cái hoa sen làm cái biểu tượng của một cái hoa của đất nước. Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen dị vàng. Nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng. Tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam hay không? Cho nên quý vị, sen là gần gũi với đời sống người dân Việt Nam mình. Cho nên quý vị thấy tượng Phật, tượng Bồ Tát có hoa sen, có nghĩa là các ngài đã ngự ở trên tòa đại định của tòa sen. Cho nên các ngài không còn bất kỳ một cái sự đắm nhiễm nào với thế gian này cả. Đối với là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, các ngài không còn đắm nhiễm bất kỳ cái gì ở thế gian này nữa. Nhưng mà mình á thì không phải vậy. Cho nên chúng ta ngồi không thể ngồi trên tòa sen được đâu. Mình có ngồi trên bông bụp đó.
bông súng, bông bụp rồi đã ngồi trên bông đó. Ở thế gian có nhiều loại bông mà tượng trưng cho nhiều thứ khác nhau lắm. Ví dụ như là bông hồng tượng trưng cho tình yêu thương, thấy không? Rồi bông quỳnh hương, rồi bông nhiều lắm, lên Đà Lạt mới biết bông. Lên Đà Lạt là bông trời ơi luôn, quá trời quá đất hết, biết đường biết bông luôn. Bông ly, bông lít, này, bông oải oắt hương, rồi bông tùm lum hết. Bông cải bó xôi, thấy không? Cái cải bó xôi này ăn chứ không có bông. Nhưng mà nó cũng có bông, bông cải. Già có bông á, để người ta lấy hột á, đó là bông cải. Nên nếu quý vị đọc cái bài kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chúng ta mới biết cái hình tượng của bông sen được thiết trong bài kinh trong 28 phẩm như thế nào. Diệu Pháp là vi diệu pháp á, tức là A Tỳ Đàm á. Liên Hoa là bông sen, lấy hình tượng bông sen để nói lên pháp vi diệu của Đức Phật, nên gọi tên kinh là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Gọi tắt chút nữa là Kinh Pháp Hoa. Đây ta tóm lại, chứ cái tên kinh đầy đủ là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Rồi sau này ta tóm lại thành là Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa đầu tiên cũng 7-8 phẩm thôi, sau này ta kết tập tiếp cho cuối cùng tới phẩm 28, là 28 phẩm. Xây dần nói chung là về và hoa sen hạnh, có nghĩa là về cái cách để sống trong trần, bất nhiễm trần, lẫn trong tục mà không mê tục, đó là kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Cho nên ta dám nói câu hùng hồn mà: dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng. Có nghĩa là mình tội cỡ nào đi nữa, nếu mà chúng ta học Kinh Pháp Hoa, thực hành theo Kinh Pháp Hoa, thì tội đó tiêu. Thực ra tội do tâm, tâm ô nhiễm sanh tội thôi. Kinh Pháp Hoa là dạy cho mình cái cách để đừng làm cho tâm ô nhiễm nữa, tự nhiên tội nào không hết. Gốc tội trong tâm mà tâm thay đổi thì tội tiêu. Để đơn giản thôi, nhổ gốc mà sống gì nổi. Giặt ngọn nó còn đâm chồi nảy lọc, đâm tược đồ lên, nhổ gốc sống gì nổi. Mà gốc tội trong tâm, nên tụng Kinh Pháp Hoa, học cái hạnh Pháp Hoa, ta thay đổi từ tâm ô nhiễm sang tâm là trong sạch, như là hoa sen trong bùn mà chẳng nhiễm bùn, lẫn tục mà không mê tục. Giống như Kinh Pháp Bảo Tài Đàn, lấy vô niệm làm tâm, vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc, để cho bất nhiễm ở tại thế gian. Vô niệm làm tâm là tâm không có nhĩ tưởng suy nghĩ gì chứ, dừng lại. Vô tướng làm thể là xa rời tất cả các tướng sắc pháp. Vô trụ làm gấp gốc là không có gì cái gì cả, không có nương tựa cái gì cả. Cho nên cái câu đó, để muốn đạt được đó là phải cả đời tu tập. Lấy vô niệm làm tâm, vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc, để tu hành. Tinh thần Kinh Pháp Bảo Đàn á, mà Đức Lục Tổ Huệ Năng ngài ngộ Kinh Kim Cang Bát Nhã: bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sinh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Không có trụ sắc, không có gì sắc mà sanh tâm, không có gì thanh hương vị xúc pháp mà sanh tâm. Ưng vô sở trụ là không có gì cả, cho nên bồ đề tâm sanh ra, nhi sanh kỳ tâm. Cho nên là chúng ta đừng có nương tựa hay chấp trước bất kỳ cái việc gì trên đời, là đang nói tới câu vô trụ của tất cả các pháp.
Vô trụ là không có gì gì cả. Tại sao không gì gì cả? Cái gì nó cũng vô thường, nó là vô ngã hết. Gì nó đã làm gì, nó thay đổi liên tục. Có đáng đâu để mà vì nó mà phải sanh tâm hờn giận ghét ghen phiền não ở trong lòng mình. Cho nên chúng ta không có gì gì cả, không có gì nó. Tại cái mình gọi là nó ở thế gian đó, là sắc, là thanh, là hương, là vị, xúc pháp đó, đó là các pháp hữu vi. Cho nên Đức Phật nói ở trong Kinh Pháp Cú, các pháp hữu vi đều vô thường, các pháp hữu vi đều khổ não, các pháp hữu vi lẫn vô vi đều vô ngã. Vô thường, khổ, vô ngã là tam pháp ấn đó. Đức Phật dạy các pháp hữu vi đều là vô thường, các pháp hữu vi đều là khổ não, các pháp hữu vi lẫn vô vi đều vô ngã. Đó là Kinh Pháp Cú. Cho nên những pháp hữu vi là gì? Là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc, là pháp. Là cái nhìn, cái bị nhìn, cái bị nghe, bị ngửi, bị nếm, bị xúc chạm, bị nghĩ tới. Đó là pháp hữu vi. Cho nên tất cả những cái gì mà trước mắt, trước lỗ tai của mình, mình đừng có tin nó. Nó thay đổi, biến dị, nó vô ngã, vô thường. Nó làm cho chúng sanh hữu tình khổ. Cho nên đừng có gì mấy cái đó, tức là đừng có trụ vào nó đó, mà để sanh các tâm phiền não. Nên ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Không gì bất kỳ những cái đó. Những cái đó là những cái mà nó giả, nó không đáng để cho chúng ta phải đau khổ với nó, sanh những cái dòng tâm phiền não để tạo nghiệp đau khổ cho nó, đau khổ với nó. Cho nên đó, người ta dừng lại bằng cách mà tĩnh lặng tâm, ta thiền định, ta quán sát, thấy được điều đó rồi, người ta dừng lại tất cả các pháp ô nhiễm tại thế gian đến đó gọi là bông sen, hiểu không? Còn bây giờ chúng ta là đang ở bông súng, bông búp, bông hồng, bông ly, bông lít, bông 10 giờ, bông tùm lum bông. Cái gì có hoa là có bông. Nhưng mà bông á thì nó đẹp, nhưng mà ngặt cái mình tu cái nhầm khi nhìn cái này nó nhỏ nhỏ, thầy cấm bông á. Đôi lúc mình nghĩ biết đúng không, thấy mình cắt ngang cây bông mà cắt ngang nó chết ngắt rồi. Cho nên mình nhìn thấy nguyên cái xác, không biết thầy nghĩ đúng không nữa. Nên nhầm khi mình cầm cái bông lên mình cắm, mình cắt một cái mình thấy đau, thấy nó đau á, tự nhiên thấy lấy thôi, nói hồi cái nó đụng chạm luôn, phải không? Mình cắt ngang cái nó tiêu rồi. Cho nên đó là thầy thích chấm nguyên chậu là vậy đó. Nó đang sống, một cái bông sống, một cái bông chết, hiểu không? Nó nguyên chậu vậy, bông sống. Cái đây ý nghĩ riêng của thầy thôi nghe, chứ không có đúng sai gì đây chừng á. Đừng có, không có đụng chạm ai chừng á, nghĩ riêng mình á. Cắt ngang tay rồi, hiểu không? Thì đó là cái bông chết. Còn để nguyên cây này còn lên này, bông bông đó bông sống, mình nghĩ vậy đó, không biết đúng không à. Cho nên khi mình cầm cái bông lên, dầu đẹp cỡ nào đẹp, mình thấy nó chết, nhìn như là cái xác, thấy không? Còn kia là một cái sự sống. Cho nên nhầm khi mình cũng học pháp và nghĩ tùm lum, nghĩ theo cái gốc của vấn đề á. Thôi bây giờ nhìn thấy đẹp cho đẹp đi, đừng nghĩ nó là cái xác hay là cái sống gì hết trơn, sống chết gì hết á. Trong cái sống nó có cái chết, trong cái chết nó có cái sống, vậy thôi. Nghĩ gì cho nó đơn giản đi, như là đang giỡn đi cho nó dễ. Chứ nhầm khi mình nghĩ lung tung cái hồi nó phức tạp vấn đề ra ha. Hết giờ mình nghĩ. Rất là cảm ơn quý vị Phật tử đã lắng nghe vào buổi tối hôm nay thông qua kinh Zoom meeting của chùa Pháp Tạng. Thầy cũng nói luôn là chùa mình không có mở ra Facebook để bán thuốc,
người ta lợi dụng hình ảnh cắt ghép lồng đồ vô để làm những cái đoạn quảng cáo để bán thuốc. Cho nên gặp trong trường hợp đó quý vị bị thiệt hại thì quý vị hãy nên báo với các nhà chức trách. Và nếu muốn làm rõ hơn thì hỏi văn phòng chùa Pháp Tạng, số điện thoại bàn 028 3877 3877, số điện thoại di động 0918 270 732. Rất là cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm luôn đồng hành cùng quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng đem lại phần quà yêu thương cho mọi người. Rất là tri ân quý vị Phật tử đã hùng phước xây chùa như là Phật điện, hùng phước xây dựng phòng thuốc Nam Thiện Pháp. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Xin mời quý vị ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả các đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật